đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Vậy nên nếu như các bạn đã có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé, được không nào? Xin chào Quốc Toản, xin chào em. Còn lại các bạn khác thì sao ạ? Các em đã có mặt cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Nếu như mà các bạn đã có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị Hiên biết nhá. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau làm một cái công việc khá là lạ đối với chúng mình trong những cái buổi phát trực tiếp trước đây. Đó là chúng ta sẽ cùng với nhau chữa đề, được không ạ? Và đương nhiên là ở đây thì chị có một bài làm của một bạn học sinh ở trong lớp học của học văn chị Hiên. Nhưng mà chị sẽ không thể nào đủ thời gian để chữa tất cả các phần cùng với các bạn đâu. Vậy nên là chị đã lựa chọn đó là chúng ta sẽ cùng với nhau chữa câu nghị luận văn học các bạn nhá. Bây giờ thì không biết là các bạn đã có mặt ở đây để cùng tham gia với chị trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa ạ? Chúng mình đã có mặt ở đây chưa nào? Và các bạn ơi, đề bài mà bạn ấy đã làm trong ngày hôm nay, đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Chúng ta sẽ cùng xem câu nghị luận văn học nhá, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem câu nghị luận văn học nhá. Đây chị sẽ chiếu gần một chút xíu. Chúng ta sẽ cùng xem câu nghị luận văn học các em nhá. Ok ạ. Vậy là chúng mình đều đã có mặt ở đây cùng với chị trong phần phát trực tiếp này rồi đúng không? Có vẻ như là cái giai đoạn này thì cũng đã là một cái thời điểm gọi là gấp rút hơn với chúng mình rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là sẽ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì chúng ta đã chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Và các em đều biết là môn thi đầu tiên của chúng mình đó là môn ngữ văn. Chúng ta vẫn thường nói với nhau là đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Thế nên thành ra chị tin chắc chắn rằng là bản thân các em ở thời điểm hiện tại cũng rất mong muốn mình có thể viết được, hoàn thành cái bài thi môn văn mà sau đó khi mà mình bước ra khỏi phòng thi thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ mỉm cười, bởi vì là cuối cùng thì mình cũng đã làm được thật là tốt một cái bài thi môn văn cuối cùng, đúng không? Thế thì các bạn ơi, bây giờ chị sẽ có một cái phần bài viết như sau này. Cụ thể cho cái đề bài này á thì chúng mình sẽ chú ý đó là đề bài yêu cầu. Đề bài yêu cầu thứ nhất là phân tích một cái trích đoạn, được không ạ? Thứ nhất là phân tích một cái trích đoạn, đó là hình tượng con sông Đà từ trên cao nhìn xuống. Ok chưa? Một xíu nữa chúng ta sẽ thấy cái điều này được thể hiện rất rõ ở trên phần mở bài trong bài viết của bạn ấy. Ok chưa ạ? Và cái yêu cầu thứ hai là làm rõ về cái tình cảm dành cho quê hương đất nước, được không ạ? Của nhà văn Nguyễn Tuân, được không nào? Thế thì trước tiên chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái cấu trúc đề gọi là sát nhất với cả đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Bởi vì hiện tại thì đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia đối với câu nghị luận văn học, cái cấu trúc đề thi mà chúng mình cần phải lưu ý đó chính là phân tích một cái trích đoạn. Và từ việc phân tích một cái trích đoạn thì chúng ta sẽ đi làm rõ một cái yêu cầu nâng cao, đúng không ạ? Hay còn gọi là một cái yêu cầu phụ á. Còn cái yêu cầu chính là chúng ta sẽ phải phân tích cái trích đoạn đó. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ nhá, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có cái đề bài cụ thể rồi. Các bạn đã hình dung ra được đề bài chưa ạ? Nếu mà các bạn chưa hình dung ra được đề bài thì chị sẽ đọc cụ thể đề bài để các em có thể tham khảo nhá. Và đương nhiên rồi, trong năm nay thì Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân vẫn là một trong số những cái tác phẩm mà chị thấy rằng là rất là đáng quan tâm đấy ạ. Bởi vì đã khá lâu rồi thì trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia chưa có sự quay trở lại của Người lái đò sông Đà. Nên là thành ra chị nghĩ là năm nay cũng có rất là nhiều bạn đang ôn cực kỳ trọng tâm văn bản này chăng? À, được không ạ? Chúng mình ơi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau có cái đề bài này nhá. Đề bài cụ thể của chúng mình sẽ là như sau này. Cho đoạn trích.
Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc cho tới, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Và yêu cầu đó chính là cảm nhận của anh chị về hình tượng con sông Đà trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét về tình cảm với quê hương đất nước của nhà văn Nguyễn Tuân được thể hiện qua đoạn trích. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là đấy, chúng ta có cái yêu cầu là như vậy nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy làm như thế nào. Đây là một cái bài mà chị nhận được từ một bạn học sinh ở trong lớp học của học văn chị Hiên. Và chị thì chị cho rằng là cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất quan trọng để các em có thể luyện đề và chấm chữa. Nếu như mà giai đoạn này các bạn không tập trung vào việc luyện đề thì chị nghĩ là các bạn sẽ bỏ mất một cái thời điểm vàng để chúng ta thực sự có thể nâng cấp về cái việc viết văn của chính mình đấy ạ. Vậy nên thành ra nếu như các em đang mong muốn được chấm chữa bài miễn phí thì các em có thể thử tìm hiểu về khóa học 10 ngày xem sao nhé. Ở đây chúng ta sẽ có ạ như sau này. Các bạn chú ý, Nguyễn Tuân là tác giả lớn của nền văn học Việt Nam với những thành tựu xuất sắc ở cả hai giai đoạn sáng tác trước và sau năm 1945. Ông là một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác, có cá tính sáng tạo độc đáo, là một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Các bạn thấy không? Nhìn này, chúng ta thay thế đi. Được không ạ? Chúng ta thay thế đi. Trên là dùng người nghệ sĩ rồi thì là một nhà văn đi. Được không ạ? Thay thế thì đừng để nó bị lặp như thế. Đừng để nó bị lặp như vậy. Ok chưa ạ? Là một nhà văn, suốt đời đi tìm cái đẹp, Nguyễn Tuân thường khám phá thế giới ở phương diện văn hóa thẩm mỹ. Thay thế Nguyễn Tuân đi. Được không ạ? Dùng những cái cụm từ khác để thay thế đi. Đừng có lặp đi lặp lại rất là nhiều, bởi vì những cái cụm từ như vậy, bởi vì chúng ta biết được rằng là một trong những cái cách để chúng ta có thể liên kết ở trong văn bản, đặc biệt là trong từng đoạn văn như thế này, thì chúng ta có thể sử dụng phép thế mà, đúng không? Thế thì bây giờ đâu phải lúc nào mình cũng cần phải là Nguyễn Tuân, đâu cần phải là nghệ sĩ, mình dùng những cái từ khác, nhà văn, tác giả, đúng không? Người phu chữ, kiểu vậy, dùng tất cả những cái từ có thể thay thế về Nguyễn Tuân đi. Ok không nào? Rồi ạ, tiếp tục nha. Thường khám phá thế giới ở phương diện văn hóa thẩm mỹ, thường miêu tả con người, bỏ thường đi, miêu tả con người ở vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. Nguyễn Tuân sáng tác ở nhiều thể loại, rất nhiều Nguyễn Tuân, rất nhiều nghệ sĩ. Các em ơi, chúng ta đừng nên để bản thân mình mắc vào cái lỗi diễn đạt và có những cái từ ngữ mà sử dụng lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong một cái đoạn viết rất là ngắn như vậy. Được không ạ? Tránh cái đó đi nha. Các bạn tránh cái đó giúp chị đi nha. Được không nào? Tránh cái đó giúp chị đi nhá. Sử dụng những cái từ ngữ khác đi. Đây là một trong những cái bài viết của một bạn học sinh ở trong lớp học của học văn chị Hiên. Chị tin là các em cũng mong muốn được chấm chữa như thế, đúng không? Bởi vì chúng ta sẽ nhìn ra được những cái thứ chúng ta đã tốt và những thứ chúng ta chưa tốt để chúng ta toàn diện hơn, làm toàn diện hơn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này. Ở đây các bạn sẽ thấy nhá, chúng ta có này. Nguyễn Tuân sáng tác, bắt đầu tiếp tục, Nguyễn Tuân sáng tác ở nhiều thể loại, nhưng đặc biệt thành công ở thể tùy bút. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Tuân, rất nhiều Nguyễn Tuân nha, nhìn nha. Một này, thấy chưa? Hai này, thấy chưa? Ba này, đúng không? Bốn này, năm này, trời ơi, trong một cái, sáu này chưa hết. Trong một cái đoạn mở bài mà các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhắc đến bao nhiêu lần tác giả Nguyễn Tuân ở đây ạ? Đương nhiên là chị sẽ không thể nào công khai đây là bài viết của bạn nào. Chỉ biết rằng đây là một bài viết của một bạn trong lớp học của học văn chị Hiên thôi. Còn nếu mà các bạn cũng muốn chấm chữa bài miễn phí để nâng cấp bản thân mình thì các em hoàn toàn có thể đăng ký khóa học 10 ngày. Chị đang để đường link ở đây đấy ạ. Đầu tháng 6 chúng ta sẽ khai giảng nhá. Đây các bạn nhìn này. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Tuân là thể loại tùy bút, được không ạ? À, và tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Tuân ở thể này là tùy bút Người Lái Đò Sông Đà. Vừa trên là thể tùy bút, dưới này lại thể này tùy bút. Ôi các em ơi, chị nói thật về phần diễn đạt của các bạn. Tại vì sao mà các bạn cứ nói rằng là em đã viết đầy đủ các ý có trong ba em điểm rồi mà tại sao điểm của em lại vẫn chưa cao hả chị? Bởi vì về cơ bản các bạn thấy không,
phần diễn đạt của các em gặp rất nhiều vấn đề và đó là những cái lỗi cực kỳ cơ bản. Những cái phần mà các bạn hoàn toàn có thể tránh được, đúng không? Nhưng các bạn vẫn làm cho nó bị lặp đi lặp lại và các bạn thấy cái sự liên kết trong một cái đoạn viết chị muốn nói ở đây mới chỉ là mở bài thôi nhá. Rồi ạ, như sau ạ. Tác phẩm đã thể hiện những nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân khi viết về thiên nhiên và con người Tây Bắc. Bằng tình yêu thiên nhiên, đấy, thấy không? Cứ lặp đi lặp. Thiên nhiên tha thiết và niềm đam mê tìm kiếm cái đẹp. Nguyễn Tuân đã viết về sông Đà bằng tất cả yêu thương và những rung cảm tinh tế. Tình cảm ấy vương vấn trên đầu ngòi bút tỏa ra núi sông. Ôi các em ơi, nói chung là chị nghĩ là đôi khi chị cảm thấy là các bạn bị gọi là như thế nào nhỉ? Nó hơi bị sáo ấy, nó hơi bị bay bổng quá. Trong khi chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn những cái cách viết mà nó vừa thực tế, mà nó vẫn gì ạ, đảm bảo cái việc là chúng ta thể hiện được đúng cái cảm nhận, thể hiện được đúng cái suy nghĩ của chúng ta về cái nội dung đang phân tích. Thế nên là các bạn sẽ chú ý đặc biệt là diễn đạt ạ. Tình cảm ấy vương vấn tỏa gì ạ, trên đầu ngọn bút rồi tỏa ra sông, tỏa ra núi sông, cây cỏ trên một vùng non nước bao la hùng vĩ và thơ mộng. Đoạn văn, đoạn trích: tôi có tạt qua sông Đà mấy lần, cho đến phít vào bản đồ la chữ, là chính là một trong những bức tranh đẹp về dòng sông Đà được Nguyễn Tuân dệt nên bằng thảm lụa ngôn từ. Ủa, các bạn thấy các em dùng những từ ngữ khủng khiếp không? Và chúng mình sẽ chú ý giúp chị là rõ ràng là chúng ta thấy các bạn mới chỉ nêu ra được cái trích đoạn các bạn sẽ phân tích thôi. Vậy còn yêu cầu nâng cao của chị đâu ạ? Yêu cầu nâng cao của chị đâu ạ? Cái mà qua đó thể hiện được cái tình cảm của quê, tình cảm của Nguyễn Tuân dành cho quê hương đất nước đâu ạ? Thế thì chẳng lẽ bây giờ ở trên phần mở bài chúng ta biết được rằng là phần mở bài là chúng ta sẽ phải nêu ra được những cái vấn đề tôi sẽ làm rõ và trình bày ở trong phần thân bài. Vậy thì trong phần thân bài các bạn chỉ phân tích trích đoạn này thôi à? Đúng không ạ? Vậy nên đối với cái phần bài viết này em cần lưu ý ở phần mở bài của em. Thứ nhất, đó là diễn đạt. Lặp lại quá nhiều một từ ngữ trong cái đoạn mở bài này của mình. Cái thứ hai là chị thì chị cho rằng là cái cách viết của em chưa được sáng tạo, mới lạ lắm. Ở đây thì em có đưa ra rất nhiều những thông tin về nhà văn Nguyễn Tuân. Đưa ra rất nhiều những thông tin về nhà văn Nguyễn Tuân. Đó là những thông tin, chủ yếu là những thông tin về sự nghiệp sáng tác, nhưng quá nhiều thông tin. Và giống như là kiểu chúng ta thấy là đang liệt kê ra từng thông tin á. Có nghĩa là cái sự kết nối trong cái phần mở bài này, từng ý mà em triển khai trong một đoạn trích, nếu như để nói rằng là cái kết nối về chủ đề thì ok, tất cả đều hướng tới một cái chủ đề là nói về Nguyễn Tuân để dẫn vào tác phẩm. Nhưng nếu như xét về cái liên kết logic thì chị nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn sắp xếp lại những cái thông tin được cung cấp ở đây để làm cho cái phần nội dung đó nó trở nên hay hơn. Và bên cạnh đấy thì nhớ là bổ sung là mình phải nêu ra cả cái yêu cầu nâng cao nữa nhá. Và ví dụ mình có thể nói rằng là qua đó thì chúng ta thấy được, đúng không ạ, tình cảm, một cái tình cảm thiết tha, sâu nặng của nhà văn dành cho quê hương đất nước. Ví dụ vậy nhá. Và chú ý dùng những cái từ ngữ ví dụ như là gì đây ạ, thảm lụa ngôn từ. Đương nhiên chị biết là em đang muốn viết văn có hình ảnh, thế nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là chúng ta nên, trước tiên là chúng ta cần phải viết đúng trước khi viết hay và sáng tạo. Và chúng ta đôi khi chúng ta dùng những cái từ ngữ, chị thấy các bạn dùng những cái từ ngữ nó hơi bị quá ấy. Chị nghĩ là như vậy, nó hơi bị quá. Mình nên có những cái sự tiết chế nhất định khi mà mình phân tích để làm sao cái phần bài viết của mình trước tiên nó đúng, nó đủ. Sau đấy sẽ đạt đến cái tiêu chí sâu và hay, được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thân bài. Các em thấy không? Chỉ có mỗi một cái phần mở bài thôi. Mà tại vì sao phải để nói nhiều thế? Được không ạ? Tại vì sao mà lại phải để nói nhiều thế ạ? Nhưng mà bây giờ không nói, không sửa thì làm sao mà tiến bộ được? Phải không? Đợi chị cắm cái sạc pin một chút xíu nhá. Bây giờ không nói, không sửa thì làm sao mà tiến bộ được? Vấn đề là như vậy nha. Vậy nên là bắt buộc là vẫn phải nói và bắt buộc là vẫn phải sửa. Và yên tâm là ở trong khóa học của chị Hiên thì cái việc chữa bài này rất là chi tiết. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm về điều đó nhá.
việc chấm bài này, việc chữa bài này rất là chi tiết. Ok chưa ạ? Thế nên là hãy đăng ký khóa học 10 ngày ngay nhá, bởi vì khóa học này đầu tháng 6 đã khai giảng rồi. Các bạn 2K5 quan tâm có thể tìm hiểu và đăng ký nhá. Rồi ạ, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với thân bài luận điểm số 1. Trước cách mạng, ta bắt gặp một Nguyễn Tuân với những thói quen, cách sinh hoạt, kiểu ăn chơi, thì ghi là hiểu ăn chơi. Được không ạ? Đây là cái lỗi không đọc lại bài mà. Chủ quan nghĩ rằng là mình cứ viết xong bài xong thì là gì ạ? À, mình viết xong bài xong thì là mình đúng như thế nào? À, được không ạ? Cứ viết xong bài là xong thôi chứ không đọc lại. Thế nên thành ra có những cái lỗi sai về từ ngữ nó rất là, nói chung là nó không, đáng lẽ không có nên sai ở cái đấy á. Được không ạ? À, lối kiểu ăn chơi cầu kỳ, phong lưu của những con người tài hoa qua tập truyện vang bóng một thời. Sau cách mạng, Nguyễn Tuân được thăng hoa bởi chất men lãng mạn cách mạng, với một nguồn cảm hứng sáng tạo say mê và mãnh liệt. Tùy bút người lái đò sông Đà được in trong, em thấy không? Không có một cái kết nối gì giữa cái nội dung bên trên với cái tiếp theo mình triển khai luôn á. Có chăng thì phải biết được rằng là ví dụ, đây ạ, trước cách mạng ta bắt gặp một Nguyễn Tuân như vậy, đúng không? Thế nhưng, phải không? Thế nhưng, để thấy được cái sự khác biệt đi, sau cách mạng, Nguyễn Tuân lại được thăng hoa, đúng không? Bởi cái chất men lãng mạn cách mạng với một nguồn cảm hứng sáng tác say mê và mãnh liệt. Xong nói thêm một chút nữa, đúng không? Nguyễn Tuân lúc bấy giờ vẫn đi tìm kiếm cái đẹp. Nhưng đó không phải là, nhưng đó không còn là cái đẹp của quá khứ một thời vang bóng nữa. Mà đó là cái đẹp của hiện tại. Cái đẹp tìm thấy trong vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và nơi con người lao động bình dị. Chấm. Điều đó được thể hiện rất rõ qua tùy bút người lái đò sông Đà. Tác phẩm này được in trong, kiểu như vậy kết nối vào. Trời ơi, tự nhiên một cái này nó là một cái ý tách biệt. Xong một cái ý tiếp theo tách biệt, giống như kiểu là chỉ nhập những cái ý ở trong kiến thức nền xong rồi kiểu ghép lại với nhau á. Đúng là liệt kê các ý ra chứ không phải là đang viết một cái bài văn nữa. Chị nghĩ là các bạn sẽ thực sự phải chú ý ở cái này ạ. Được không nào? Nhớ nha, thêm vào đây nha. Tùy bút người lái đò sông Đà được in trong tập Tùy bút sông Đà. Tác phẩm là kết quả của chuyến đi thực tế gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc xa xôi rộng lớn vào năm 1958. Vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, vẻ đẹp của dòng sông Đà làm say lòng Nguyễn Tuân. Trong chuyến đi ấy, kết nối đi. Trời ơi, viết các ý cứ rời rạc cả ra. Trong chuyến đi ấy, phải vẻ đẹp của vùng đất Tây Bắc. Được chưa ạ? Vẻ đẹp của vùng đất Tây Bắc, vẻ đẹp của dòng sông Đà đã làm say lòng Nguyễn Tuân. Cái đẹp của sông Đà thật kỳ vĩ như những gì giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét. Thôi thôi, cái này dài quá, thôi để một tí nữa để xuống phần thân bài viết cũng được mà. Nha, một lát nữa chúng ta thấy là chúng ta viết vào phần thân bài cũng được mà. Cái phần luận điểm một tác giả tác phẩm và nêu ra vị trí đoạn trích thì em chỉ cần viết cái đó thôi. Ok chưa ạ? Đây ạ, đây có ghi một chút về vị trí đoạn trích đây. À, đoạn trích trên nằm ở phần cuối. Phần cuối gì? Phần cuối của tùy bút hay sao? Đúng không? Của cái gì? Được không ạ? À, tác giả đã tái hiện. Tác giả tái hiện hình ảnh con sông Đà mang vẻ đẹp thơ mộng trữ tình với góc độ đó là gì? Nhìn từ trên cao xuống. Ví dụ vậy. Được không nào? Thì chúng mình sẽ chú ý. Nhưng mà về bản chất thì đâu có phải là cái phần trích đoạn này là nằm ở phần cuối đâu. Chúng ta sẽ chỉ thấy là, chúng ta chỉ cần nói là đây là cái trích đoạn nói về, đúng không ạ? À, vẻ đẹp của con sông Đà với cái góc độ nhìn từ trên cao xuống, ví dụ như thế. Các em ơi, các em có hiểu những cái gì mà chị đang trao đổi không ạ? Và nếu các bạn hiểu, các bạn có thể thả tim để chị Hiên thấy được không? Tại vì hiện tại là một số bình luận, các em bình luận chị cũng không có đọc được hết ý. Nên là bây giờ chị đang rất phân vân về việc không biết các bạn có đang hiểu cái cách chị sửa không. Đây là một cái bài viết thực tế của một bạn học sinh. Và chị nghĩ rằng là các em cũng có thể hoàn toàn học hỏi được. Có thể các bạn cũng đang gặp những cái lỗi như vậy mà các bạn chưa nhìn nhận ra. Và ngày hôm nay khi chúng ta xem cái phần chữa này thì biết đâu các em cũng có thể, được không ạ? Các bạn cũng có thể thấy rằng là à, mình cũng bị cái lỗi đó. Và mình sẽ thay đổi nó, mình sẽ sửa nó. Ok chưa nào? Còn nếu như mà tự cảm thấy không sửa được thì đăng ký khóa học 10 ngày gặp chị Hiên. Chị Hiên sửa cho nhá. Ok không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần tiếp theo, đó là phần luận điểm số 2 của phần thân bài. Nha.
Luận điểm số 2 đương nhiên sẽ là luận điểm phân tích. Và đối với cái đề bài mà như chị vừa có đọc cùng với các bạn thì các bạn đều biết là chúng ta sẽ phải phân tích cái đoạn trích đó. Và đó là cái đoạn trích thể hiện gì ạ? À, đó là cái đoạn trích thể hiện cái vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của con sông Đà khi nhìn từ góc độ trên cao xuống. Được không nào? Thế thì các bạn có thể thấy nhá, chúng ta sẽ phải phân tách các ý. Thì các bạn sẽ có các ý thứ nhất, đó là hình ảnh. Đây chị sẽ ghi sang bên này được không ạ? Ghi tạm sang bên này nhá. Ok chưa nào? Thì chúng ta sẽ có là thứ nhất, chúng ta sẽ phải làm sáng tỏ được. Thứ nhất là hình ảnh, hình tượng con sông Đà được ví như một cái sợi dây thừng ngoằn ngoèo. Đúng không? Ý số 2 đó là gì ạ? À, đó là gì ạ? Đó là gì? Đó là áng tóc trữ tình. Đúng không? Ý thứ 3 là sắc nước sông Đà. Và ý thứ 4 là một cái sự phủ định của tác giả. Khi mà có một gì ạ? Bọn Pháp thì nó gọi dòng sông Đà bằng cái tên là dòng sông đen. Và tác giả bằng cái sự yêu mến của mình thì đã phủ định lại cái ý đó. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cách bạn ấy triển khai bài viết này nhé. Bắt đầu như sau ạ. Nếu như ở đoạn trước đó, nếu như ở đoạn trước, Nguyễn Tuân đưa ra, đưa ta về với vùng thượng nguồn, về với thác giữ vực sâu vách đá dựng đứng treo leo. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, chính tả ơi, là chính tả ơi. Các em ơi, chị nói thật với các bạn chứ, đến cái thời điểm này mà các bạn viết xong bài mà các bạn không ghi được cho chị, tức là chính tả mà các bạn không đảm bảo ấy, thì các bạn cũng cần phải xem lại hộ chị cái nhá. Và thêm một cái nữa là các em ơi, đừng có nghĩ rằng là mình sai một vài từ thì thầy cô sẽ không nhận ra. Thế nên là đấy là lý do vì sao chị nói rằng là cái thao tác mà để bản thân các bạn có thể kiểm tra lại bài là rất quan trọng luôn ạ. Úi dồi ôi, treo này. Treo đây này, treo leo đây này. Đúng là treo thật. Được không ạ? Đúng là treo thật đấy. Rồi ạ, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị ở đây này. Hiểm trở. Thì ở đoạn trích này, ok, được. Cái cách này là một cái cách để chúng ta có thể gọi là dẫn vào vấn đề mà mình vẫn linh được và kết nối được. Đúng không ạ? Mình vẫn linh được và mình vẫn kết nối được. Với cái đoạn tiếp theo, cái đoạn trọng tâm mà mình chuẩn bị phân tích ở đây, thì chị đánh giá đây là một trong những cái cách mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhá. Có nghĩa là nếu thì, đúng không? Nếu như chúng ta đã biết tới hình ảnh của một con sông Đà hùng vĩ hung bạo, đúng không ạ? Với thác giữ, với vực sâu, với vách đá dựng đứng treo leo hiểm trở, thì đến đoạn trích này, Nguyễn Tuân lại đưa chúng ta về với vẻ đẹp trữ tình thơ mộng của con sông Đà. Được. Nguyễn Tuân là người yêu cái đẹp. Thế nên đứng trước mỗi cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo như sông Đà, vốn dĩ ông không thể làm ngơ. Người nghệ sĩ ấy lại đến đây lại chê nha. Được không ạ? Đến đây lại không ổn nhá. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần bài viết này á, là cái trọng tâm chúng ta cần đi làm rõ là hình tượng của sông Đà, đúng không? Hình tượng con sông Đà, đúng không? Thế thì có phải là cái ý đầu tiên là mình sẽ cần phải giới thiệu khái quát về con sông Đà trước, đúng không? Thế thì đáng lẽ cái ý này, tức là giới thiệu về con sông Đà, em phải đưa lên trên chứ. Còn đâu cái nếu như này, thì một lát nữa khi nào em bắt đầu phân tích cái trích đoạn em mới dùng chứ. Em hiểu ý chị không ạ? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái ý này tự nhiên em đưa vào nó chả liên quan gì cả. Đáng lẽ em vứt nó, em nên dùng nó, nhưng mà sẽ dùng nó cái đoạn sau, khi em bắt đầu phân tích đoạn trích ý. Còn bây giờ em phải dùng cái đoạn này này. Nguyễn Tuân là người yêu cái đẹp, người nghệ sĩ ấy đã đi đến tận cùng để tìm hiểu, được không ạ? Đưa ra những thông tin về con sông Đà. Cái phần này em phải đẩy lên trên, còn phần này em phải đẩy xuống dưới khi em bắt đầu phân tích đoạn trích cơ. Em nhớ chưa ạ? Chú ý giúp chị là như vậy nhá. Được không nào? Chú ý giúp chị là như vậy. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy này, à, phần đầu tiên là giới thiệu về con sông Đà. Đây, cảnh huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên, khi đi qua một vùng núi ác đến nửa đường xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Chan hòa đi, vừa nhập rồi. Được không ạ? Dùng từ khác đi. Chan hòa vào dòng sông Hồng. Được không? Có thể thấy, tuy không phải nhà một địa, không phải là một nhà địa lý học, nhưng tất cả những kiến thức Nguyễn Tuân đem đến cho chúng ta qua những trang văn của mình đều là những kiến thức bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao.
Bên cạnh đó, ông còn phát hiện ra một đặc điểm riêng của con sông Đà trúng thủy giai Đông Tẩu, được thể hiện qua lời đề từ. Dẫn vào thì sẽ tốt hơn nhá. Được thể hiện qua lời đề từ trúng thủy giai Đông Tẩu Đà Giang Độc Bắc Lưu. Có nghĩa là mọi dòng sông đều đổ theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà chảy theo hướng bắc. Và chi tiết ấy cho ta thấy được sự khác biệt của dòng sông này. Nó rất phù hợp với con người của Nguyễn Tuân. Có lẽ cũng chính bởi phù hợp như thế nào? Phải nói đến cái sự độc đáo, đúng không ạ? Phải không? Bản thân Nguyễn Tuân cũng là một nhà văn độc đáo. Và cái sự khác biệt của sông Đà đó cũng là một cái sự độc đáo của con sông này, đúng không ạ? Có lẽ cũng chính vì vậy mà mới có một nhận định rằng Nguyễn Tuân có một nhận định khẳng định rằng Nguyễn Tuân và sông Đà độc đáo, tìm độc đáo. Ok không ạ? Thế thì em ơi, em chú ý giúp cho chị nha, là cái đoạn này là mình phải chuyển xuống cái đoạn bắt đầu chỗ này nha. Tự nhiên viết một cái đoạn ở đó nó không có liên quan gì hết. Được chưa ạ? Chú ý giúp chị là như vậy. Bây giờ bắt đầu phân tích này. Trong đoạn trích trên được đề cập, được không ạ? Trong đoạn trích trên được đề cập. Một là trong đoạn trích được đề cập, hai là trong đoạn trích trên, được không ạ? Chú ý, được không nào? Là hình ảnh con sông Đà được chiêm ngưỡng từ trên cao xuống. Chấm. Ở điểm nhìn ấy, sông Đà hiện lên với đường nét, hình khối, tính cách mang linh hồn của một con người. Thời điểm nào sông Đà cũng vậy hết à? Ok chưa ạ? Nhà văn quan sát dòng sông với nhiều góc độ để cảm nhận rõ nét về sông Đà. Và ông đã không ngại ngần dốc hết kho từ vựng phong phú để con chữ tuôn ra nơi đầu ngọn bút, chữ nọ gọi chữ kia, ào ạt thổi linh hồn. À, có nghĩa là đây là dùng một cái nhận định, đúng không? Thế nhưng mà em ơi, chị thì chị nghĩ là mình cứ phân tích cái đã. Thế sau rồi một lát nữa mà mình chốt lại các ý thì mình sẽ dùng nhận định sẽ phù hợp hơn. Giống như kiểu bây giờ mình đã làm rõ được cái đó đâu, mà mình đã sử dụng một cái chốt để làm chi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy, được không ạ? Chị biết là em rất muốn sử dụng những cái phần liên hệ mở rộng, nhưng mà chị nghĩ là đối với những cái nhận định, đối với những cái nhận định mà gì ạ? Đối với những cái nhận định mà chúng ta có mà nhận xét về cách sử dụng, tức là những cái liên quan tới nghệ thuật trong văn bản ấy, thì sau khi chúng ta phân tích xong, chúng ta dùng cái câu đó để chốt lại thì chị nghĩ là sẽ hợp lý hơn nhé. Rồi ạ. Người nghệ sĩ ấy không còn dọc theo những sóng những gió, đổi cho mình một vị trí quan sát. Em vừa cái nói cái này ở trên rồi mà. Vừa ở trên em nói rằng là ông ấy quan sát từ trên tàu bay rồi mà. Em lại nói lại làm chi? Quan sát từ trên cao rồi mà. Đúng không? Ok không ạ? Thế thì đáng lẽ em nên phân tích luôn đi, cả một cái phần em vẫn rất dài mà chị nghĩ là nó cứ lặp đi lặp lại các ý á, thì như vậy không ổn đâu em nhá. Được không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp để xem bạn ấy viết gì nhá. Ý số 1 đây rồi. Tư thế và tầm quan sát của Nguyễn Tuân chính là điều kiện thuận lợi để thâu tóm cảnh Đà Giang với cảm xúc ngỡ ngàng say đắm trước sự thay đổi của con sông. Nguyễn Tuân ngắm nhìn và khai thác vẻ đẹp của sông Đà từ chiều kích không gian. Ôi trời ơi, cái phần này sao giống cái phần bài mẫu của chị thế? À, phải sáng tạo viết thêm những cái khác đi chứ. Giờ đây hình ảnh con sông Đà giống như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo, rất giàu sức cợi, dáng hình quanh co uốn lượn gấp khúc vòng vèo, trùng trình giữa những rừng, những núi, những đồi tạo thành hình khối đường nét. Và Nguyễn Tuân thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi ông không ngờ con sông đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc đã phản ứng vô tội vạ. Được không ạ? Rồi, hiếu kỳ như một người con gái, sông Đà trong cái nhìn còn hiện ra, không ai nghĩ rằng con sông. Rồi ạ, những cái phần này chị thấy là đều hình như bản đồ sông núi. Nhìn xuống tổ quốc bao la càng thấy quen thuộc. Cô văn như đây ạ, âm điệu miên man dạt dào cái bao la, cộng hưởng với sự mềm mại của dòng sông tải ra. Rồi ok, cả cái phần này là cái phần mà sao chị thấy nó quen thế, không biết nữa. Và bởi vì nó đã rất là quen rồi, thế nên là chị sẽ đọc lướt qua là chị biết à. Được không ạ? Đấy, một trong những cái kỹ năng để xem bài cho các bạn là đọc lướt qua là biết các bạn đang viết cái gì à? Nhưng mà đương nhiên chúng ta thấy rằng lấy là cái ý số 01, nó không phải là cái ý trọng tâm nhất. Khi mà phân tích cái đoạn trích này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có hai ý trọng tâm. Một, đó là vẻ đẹp của con sông Đà được so sánh liên tưởng, đặt trong cái so sánh liên tưởng với hình ảnh của áng tóc trữ tình. Và thứ hai là sắc nước sông Đà. Đây là hai cái ý quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy viết như thế nào nhé.
Cũng từ độ cao ấy nhìn xuống thu vào tầm mắt của người nghệ sĩ bây giờ là hình ảnh của con sông Đà. Rồi tốt, cái phần này là phần bạn ấy trích dẫn chứng ra. Hãy nhớ này, trong cái quá trình chúng ta làm những cái trích đoạn ý, thì các bạn nên chú ý tới việc là trích các dẫn chứng. Hay nói cách khác là những cái ngữ liệu mà chúng ta được cung cấp trong trích đoạn ở đề bài thì chúng ta nên sử dụng nó một cách triệt để. Được không ạ? Tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mùi khói núi mèo đốt nương xuân. Rồi xong, bắt đầu nhá. Tách thành các ý ra. Ta liên tưởng đến sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, là người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Khi nghe tiếng chuông chùa thiên mụ thì sông Hương đột khởi thành niềm vui, và sông Hương biến mình thành cô gái trung thủy hình thành với Huế. Em ơi, tự nhiên em làm cái này làm chi? Chị đang rất không hiểu về cái so sánh liên hệ em đang sử dụng. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng so sánh liên hệ, cái mục đích của chúng ta là gì? Mục đích thứ nhất để làm nổi bật cái vấn đề, cái nội dung mà chúng ta đang viết, đang bàn luận. Cái thứ hai là để làm cho cái hiểu biết của chúng ta thể hiện cái sự phong phú trong hiểu biết. Nhưng bao giờ cái nội dung số 1 là để làm nổi bật, để thấy được tính kế thừa, sự giống và khác nhau, điểm độc đáo khác biệt của mỗi người nghệ sĩ. Đấy mới là cái nội dung chính. Nhưng tự nhiên em đưa cái sông Hương vào đây làm gì? Trong khi đó em không có một cái phần nào để link với cả sông Đà cả. Thì chị đang không hiểu lắm về cái này nha. Chị thấy không hiệu quả ở cái này. Khi viết về một dòng sông với vùng đất Tây Bắc thì tác giả Nguyễn Tuân cũng nhìn dòng sông ấy như một người con gái. À, tức là sông Hương như một người con gái thì bây giờ Nguyễn Tuân cũng nhìn như một người con gái. Ok, rất xin lỗi vì chưa đọc hết chỗ này. Được không ạ? Nhất trí. Thế thì được, nhưng mà đâu? Cái chị sự giống và khác nhau đâu? Đâu ạ? Sự giống và khác nhau đâu ạ? Mới chỉ ra được như vậy thôi. Vậy thì cái cách độc đáo của Nguyễn Tuân là gì? Người con gái của Nguyễn Tuân ở đây là gì? Nếu như cô gái ở trong của sông Hương, cô gái sông Hương, cô gái Hương Giang là một người con gái đẹp đang nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại, thì người con gái của Nguyễn Tuân là người con gái như thế nào? Người con gái của vùng núi Tây Bắc à? Đúng không ạ? Hay là mái tóc của người con gái ở vùng núi Tây Bắc? Các em phải làm rõ cái này nha. Bởi vì các bạn thấy rằng là chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh của dòng sông Đà ấy, được ví đâu phải là người con gái Tây Bắc đâu, đúng không? Mà là gì ạ? Áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Tức là nó là mái tóc của người con gái chứ, đúng không ạ? Mái tóc của một người con gái đang ở độ tuổi xuân thì chứ. Các em ơi, chú ý cái chi tiết này giúp chị Hiên cả nhá. Cùng nhịp điệu ngân nga trầm bổng, câu văn góp phần gợi tả một dấu phẩy duy nhất kết hợp với điệp ngữ tuôn dài, tác giả như vẽ ra trước mắt người đọc một độ dài vô tận của dòng sông. Mái tóc của Đà Giang không phải là mái tóc của Đà Giang, mà Đà Giang giống như mái tóc chứ, phải không ạ? Các bạn định hình lại này, con sông Đà tuôn dài, đúng không ạ? Như một áng tóc trữ tình mà. Đà Giang đâu phải là người con gái, Đà Giang là gì? Đà Giang là mái tóc mà, là áng tóc trữ tình mà. Ồ, xem lại kiến thức nền cho chị nhá. Được không ạ? Các bạn xem lại kiến thức nền cho chị nhá. Và nếu ví như mảnh đất Tây Bắc là một người con gái đang ở độ tuổi xuân thì, phải không ạ? Thì chúng ta có được ở đây là gì ạ? Dòng sông Đà giống như một cái áng tóc mềm mại mà, đúng chưa nào? Chú ý cái này. Được không ạ? Áng tóc trữ tình, cụm từ ấy đã nói lên những chất thơ, chất trẻ trung đẹp đẽ thơ mộng của một dòng sông. Dòng sông Đà hệt như kiệt tác của đất trời, thiên nhiên Tây Bắc. Cách so sánh ấy đã đem đến cho sông Đà một cái vẻ đẹp đằm thắm nữ tính mà không hề làm mất đi sự hùng vĩ của nó. Phép nhân hóa như liệt kê luôn. Phép này như thế này, phép kia như thế kia. Được không ạ? Bung nở, được không ạ? Từ lấy cuồn cuộn, hoang dại mãnh liệt của con sông từ trên cao nhìn xuống. Có những bông hoa ban nở trắng rừng, hoa cạo đỏ rực hai bên bờ, làm cho người đọc liên tưởng đến mái tóc. Đấy, đến đây em viết là mái tóc rồi đây này. Thế nhưng mà ở phía trên em lại viết là sông Đà giống như người con gái Tây Bắc. Em thấy không? Tự em đang xung đột với những nội dung của chính em luôn đấy. Như được cài thêm hoa ban hoa gạo và đẹp mơ màng. Sao lại hoa ban hoa gạo và đẹp mơ màng? Đang danh từ mà lại và mà lại kết nối với cả tính từ là sao? Được không ạ? À? Trời ơi, rất nhiều vấn đề nha. Được không nào? Dòng sông có nét mơ mộng huyền ảo. Thật ra thì chị đánh giá là cái phần phân tích của bạn ấy chưa khoa học. Các phần phân tích các ý khá là dối. Mình nên chia ra, ví dụ áng tóc trữ tình là như thế nào.
hình ảnh đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc như thế nào, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 như thế nào, cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân như thế nào. Chia thành các vế như vậy, phân tích thì sẽ tốt hơn nhá. Chia thành các vế như vậy, phân tích thì sẽ tốt hơn. Chú ý giúp cho chị, được không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ có nhá. Nguyễn Tuân đã dùng thứ tâm trạng của một người khát khao tình yêu để tìm đến dòng sông say sưa ngắm nhìn. À rồi ạ, những dòng sông từ trên đây ạ, sông Đà nhìn xuống, sắc nước thay đổi biến ảo theo mùa. Mỗi mùa sắc nước sông Đà, chưa kể cái bài viết tẩy xóa cực kỳ nhiều luôn. Được không ạ? Nhá. Chúng ta có thấy rằng là gì ạ? À gì ạ? Chúng ta có thể thấy ở đây đó chính là rất là, đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là gì ạ? Rất là nhìn này, tẩy xóa cực kỳ nhiều luôn. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị như vậy. Câu văn có 28 chữ nhưng đã đến có 23 chữ là thanh bằng, tạo nên sự êm ái nhẹ nhàng. Phải không đấy? Này em ơi, em đang nói về câu văn nào đấy? Phải là câu văn con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình chứ. Thế thì cái này, nhận xét này là em phải nói ở câu trên rồi chứ. Sao em lại chuyển vào đây ở trong cái này? Sao em lại chuyển vào cái nhận xét này ở trong câu này? À tôi đã say sưa, à ok câu này. Tôi đã say sưa ngắm làn mây mùa xuân, dòng nước sông Đà. Thế thì ở trên này em vừa nói sắc nước rồi thì em lại không phân tích sắc nước, mà em lại quay trở lại cái câu này. Xong rồi bắt đầu mới nói về cái này. Có nghĩa là chị đang thấy cái về cái bố cục của phần bài viết nó đang khá là lộn xộn trong việc sắp xếp các ý ạ. Chú ý giúp chị nhá. Mùa xuân tới, mùa của sức sống, nước sông Đà mang màu xanh ngọc bích. Sao tự nhiên ngọc bích lại phải viết hoa vậy? Sao tự nhiên ngọc bích phải viết hoa vậy em? Là xanh trong, xanh sáng, xanh biếc, một màu gợi cảm trong lành, không có sự pha tạp. Đó là màu nước, được không ạ? So sánh với màu xanh của canh hến, màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô đã khẳng định màu xanh ngọc bích của sông Đà là vẻ đẹp riêng, hiếm có, hiếm thấy. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa. Tất cả những cái cụm từ mà em trích từ văn bản em phải cho trong ngoặc kép nha. Lừ lừ thì ghi là lù lù đây này. Đó, lừ lừ thì ghi là lù lù đây này. À, màu đỏ giận dữ, được không ạ? Từ lấy, một người bầm đi vì rượu bữa mang đến hình ảnh sắc màu của độ thu về, gợi tả dòng chảy nặng nề. Không có dòng chảy nào là dòng chảy điềm đạm đâu ạ. Nha, được không ạ? Chậm, chậm chạp, nặng nề thì phải đi với chậm chạp nha. Của con sông mang nặng phù sa nơi thượng nguồn. Vế thứ hai, cái đoạn này là cảm giác là viết oải lắm rồi này. Đọc là biết liền thôi, cố gắng để hoàn thành cho xong đây này. Được không ạ? Và sau đó cái ý tiếp theo, đoạn trích khẳng định cái phần này, được chưa ạ? Tức là cái ý số 4 ấy, trong cái phần chị phân tích là khẳng định là không phải con sông này tên là sông Đen, mà con sông này là sông Đà, đúng không ạ? Rồi ok, đoạn trích trên miêu tả vẻ đẹp trữ tình thơ mộng của dòng sông Đà từ góc độ nhìn từ trên cao xuống, thể hiện tình yêu quê hương đối với đất nước. Đó là thứ tình cảm tha thiết sâu nặng, được thể hiện rất rõ qua góc nhìn tài hoa, đồng thời thể hiện cảm xúc trân trọng yêu mến của nhà văn. Rồi ok ạ, phần này thì chị thấy tạm ổn nhưng vẫn có thể làm hay hơn. Sau đó khái quát về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật và kết bài. Có thể nói đoạn trích nói riêng. Bỏ có thể nói, đoạn trích nói riêng và Người lái đò sông Đà nói chung là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân. Như nhà văn Nguyễn Anh Đức đã từng nhận xét. Được không ạ? Như nhà văn Nguyễn Anh Đức đã từng nhận xét thì không biết chừng nào mới lại có một nhà văn như thế. Một nhà văn mà khi ta gọi là bậc thầy ngôn từ, ta không thấy ngại miệng. Bậc thầy ngôn từ ấy, vẻ đẹp kỳ vĩ thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc, thể hiện tươi tắn. Cái gì từ bậc thầy ngôn từ ấy? Thì vẻ đẹp kỳ vĩ thơ mộng của thiên nhiên Tây Bắc đã được thể hiện ra tươi tắn, duyên dáng trong cái bao la của cõi trời, của sự trùng điệp núi non hoa cỏ. Qua đó, nhà văn đã bộc lộ tình yêu đất nước, niềm tự hào hứng khởi gắn bó tha thiết với non sông gấm vóc Việt Nam. Các em ơi, đấy là một cái bài mà chị vừa chữa cho các bạn của một học sinh trong lớp học của chị Hiên. Về cơ bản đánh giá, bạn ấy biết cách làm. Thế nhưng cái vấn đề lớn nhất của bạn ấy đó chính là chưa biết chia các ý rõ ràng trong cái phần phân tích, cộng thêm với việc diễn đạt còn rất là kém, chưa kể những cái lỗi chính tả và tẩy xóa rất nhiều. Không biết các bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp ngày hôm nay, các bạn có bị đang mắc những cái lỗi đó hay không? Thế nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là ngày hôm nay với một cái đề mà chị Hiên cho các bạn
tham khảo ở đây với một cái bài viết của các bạn học sinh giống như các em luôn đấy ạ. Thì chị tin là gì ạ? Là các bạn cũng sẽ có thể nhận ra được cái lỗi nào đó của mình ở trong này để có thể làm tốt hơn. Và chị mong là sẽ được gặp các em trong khóa học 10 ngày để cũng có thể là chữa bài cho các em như vậy. Và cùng các em tiến bộ bứt phá số điểm trong giai đoạn cuối nhá. Đến đầu tháng 6 chúng mình sẽ khai giảng khóa học này. Còn lại thì chị Hiên sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Về nhận xét cụ thể bài của bạn này được bao nhiêu điểm trên thang 5, cũng như là sửa chữa như thế nào cho tốt hơn thì đương nhiên chị sẽ làm riêng với bạn ấy, được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật năng lượng nha. Bye bye! Đăng ký ngay khóa học 10 ngày, chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!